Xin chào mọi người và các bạn. Thì hôm nay thì Bình xin giới thiệu với các bạn một cái cổng cưới ha, mà nhóm của Bình Cổng Cưới Chợ Mới đã làm cho chị Phượng. Thì chị Phượng này là nhà đối diện với vật liệu xây dựng Chí Liễu thuộc xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nha các bạn. Và trước mắt của các bạn đây là thầy Đức và thầy Huy sẽ tiến hành đào cái trụ để làm cái cổng cưới này các bạn. Sau khi làm cái trụ, cái khung của cái cổng đó thì anh em sẽ tiến hành đi vào phía bên trong để trang trí nha các bạn, như là trang trí phần đầu mình cánh của con rồng con phụng á. Rồi sau khi mà trang trí xong thì anh em sẽ tiến hành đi ra mà gáp lên nữa là xong các bạn. Còn trước mắt của các bạn đây là cái bảng ha, để là lễ tân hôn. Còn đây là thầy Đức. Thầy Đức dạy trường tiểu học A An Thành Trung thuộc xã An Thành Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang các bạn. Thầy Đức thì dạy môn thể dục. Còn đây là thầy Huy. Thầy Huy là dạy môn thể dục ở trường tiểu học A Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Còn đây là quả tươi nè các bạn. Còn đây là cái đầu của con rồng ha. Rồi sau khi mà định hình xong cái đầu con rồng thì một chút xíu nữa trang trí ớt lên nữa là xong nha các bạn. Còn đây là phần cánh của con phụng nè các bạn. Cánh của con phụng thì kết hợp hoa tươi ha, ớt rồi lá khóm. Còn đây là mình của con rồng nè các bạn. Đây là mình sẽ làm từng bộ phận rồi sau đó mình sẽ gắp lên cái phần trụ hồi nãy của hai thầy Đức và thầy Quy làm đó là xong đó các bạn. Rồi thầy Quy sẽ tiến hành là ghim phần ớt ha, để trang trí lên cái dãy của con rồng nè các bạn. Anh em trong nhóm Bình Cổng Cưới Chợ Mới là toàn là giáo viên không nha các bạn, giáo viên của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thì ngoài việc giảng dạy thì anh em cũng có một cái thú đam mê là làm cổng cưới đó các bạn. Vậy thì cái đây là cái phần đầu rồng ha, được trang trí ha. Còn trước mắt của các bạn đây là thầy Thanh. Thầy Thanh thì dạy ở trường tiểu học A Hòa Bình thuộc xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Còn đây là những người thân ở trong gia đình của vật liệu xây dựng Chí Liễu nè các bạn. Họ cũng ủng hộ ha, và cũng làm tiếp cho nhóm. Và trước mắt của các bạn đây là thầy Lộc. Thầy Lộc thì dạy môn thể dục của trường tiểu học A Hòa Bình thuộc xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Và đây là sản phẩm cuối cùng mà nhóm Bình Cổng Cưới Chợ Mới đã làm xong nè các bạn. Nếu các bạn thấy thích những video của mình thì hãy bấm nút đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau nhé.